cái lúc đầu là cái lỗ này nó úp xuống dưới đất. Bây giờ về mình mới thấy. Cây này nó bị bọng ở đây này các bác này. Cái này nó có một cái lỗ ở đây này. Cái lúc đầu là cái lỗ này nó úp xuống dưới đất. Bây giờ về mình mới thấy. Ai đủ, có trong này nó bị dập nữa. À nó liền. Nó chỉ bị cái lỗ thôi. Vì cái lỗ này. Mẹ sâu. Sâu nửa thôi. Trong này nó hết thối rồi. Hết sao được em? Mất nguyên thế. Nó ra gỗ trắng rồi mà. Chắc coi nó cứng cộc cộc còn được. Nó chỉ còn rác thôi. Hết rồi hết. Không còn gì. Đấy, nó mất rồi. Rác à? Thêm trên góc này các bác này, quyết quan trọng là cái góc đằng trên này này. Nếu mà đằng trên này nó liền ấy, nó không thối ấy, thì là ok. Ai da, mẹ đây. Vỏ. Nó ăn ngược lên trên luôn, mày ác đi. Gì đấy? Hết rồi đấy. Hết gần hết cây rồi. Đến tận đây, hết luôn. Mất một khúc. Nhưng mà được cái nào nó